hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thay đổi mỗi ngày, chúng tôi khơi nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Kiến tạo ngày mai từ những sáng kiến đột phá. Change today, create tomorrow. Lotte. Tuần trước, top 15 cầu thủ nhí đã có buổi tập khá ấn tượng với các huấn luyện viên Bùi Tấn Trường, Lee Yong Pyo, Bùi Tiến Dũng. Mặc dù đã xuất hiện những cái tên vào vòng nguy hiểm, nhưng dưới sự xem xét và trao đổi của huấn luyện viên Tiến Dũng và huấn luyện viên Bùi Tấn Trường, đã không có một cầu thủ nào phải ra về. Chính vì vậy, tập tuần này sẽ càng căng thẳng hơn khi các huấn luyện viên phải chọn ra hai cầu thủ dừng cuộc chơi tại chương trình này. Hãy cùng chờ đợi phần thể hiện kỹ năng của các cầu thủ nhí để được tiếp tục đồng hành cùng với chương trình trong tuần này quý vị nhé. Xin chào quý vị khán giả, đây là cầu thủ nhí 2024. Trong một chuyến đi mà chúng ta tìm kiếm ra những bạn trẻ đầy đam mê nhiệt huyết mong muốn trở thành ngôi sao bóng đá. Trong tập tuần trước, chúng ta vẫn giữ nguyên đội hình 15 cầu thủ xuất sắc nhất. Họ đã tập trung tại ngôi nhà chung, họ rèn luyện và đã có những giọt nước mắt rơi. Nhưng cuối cùng, không bạn nào bị ra về. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau nhìn ngắm lại 15 chàng trai, những người rất khỏe khoắn, dám nắng, mang trong mình ước mơ trở thành một ngôi sao bóng đá trong tương lai cùng với bảo mẫu Lê Bóng. Xin chào các bạn! High five cái nhỉ, cho nó khí thế. Xin chào! Chúc may mắn nha, hôm nay hết mình nha. Tuần trước chúng ta đã gọi tên ra 3 thí sinh với điểm số thấp nhất, nhưng không ai bị loại. Và vào tuần này, chắc chắn sẽ có thí sinh dừng cuộc chơi với cầu thủ nhí. Bao nhiêu cầu thủ nhí sẽ đi tiếp, chúng ta sẽ chờ đón trong phần sau của chương trình. Thế còn những người sẽ hỗ trợ để tập huấn cho các bạn, huấn luyện những kỹ năng và đồng thời là chấm điểm cho các cầu thủ nhí năm nay, hãy cùng chào đón sự quay trở lại của các giám khảo, các huấn luyện viên và các khách mời của chúng tôi. Ba vị khách của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ Tố sẽ hỏi thật là nhanh thôi. Dũng, sau một tuần thì Tố thấy là hình như Dũng còn dám nắng hơn cả một năm huấn luyện ở trên sân với đội tuyển hoặc là với câu lạc bộ của mình rồi thì phải Dũng ạ? Tất nhiên rồi, khi mà phải chơi bóng cùng các cầu thủ nhí dưới cái nắng rất là gắt ở buổi trưa này thì Dũng đang cảm thấy là mình có khi đen bằng các cầu thủ nhí rồi. Vâng, có thể thấy được rằng là không hiểu sao các bạn nhóc của chúng ta, các cầu thủ nhí chúng ta không quản ngại trời nắng, họ chạy ở trên sân bất kể vào lúc nào cũng muốn giải phóng năng lượng. Bây giờ chúng ta trò chuyện thật nhanh với anh Trường. Anh Trường ơi, tuần thứ hai rồi và ngày hôm nay chắc chắn chúng ta phải loại thí sinh. Xin được hỏi anh, với vai trò là huấn luyện viên giám khảo xuyên suốt của chương trình, tiêu chí ngày hôm nay để các bạn ở lại, hoặc là anh có thể bật mí là làm thế nào để các bạn sẽ được ở lại trong cuộc chơi của cầu thủ nhí trong tập này? Đã qua hai tuần tập luyện cùng và ăn ở với nhau rồi thì cái yếu tố mà đầu tiên Tấn Trường chọn đó là sự nhiệt huyết với công việc. Vâng. Đó là tiêu chí Trường đưa ra. Như là hai tuần rồi có một số thành viên, có một số bạn không nhiệt huyết trong tập luyện và trong sinh hoạt, hoặc là có ngoài những yếu tố đó nữa thì đó là những bạn là Tấn Trường sẽ loại. Dạ vâng. Chúc các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ luôn thể hiện được để cho mọi người nhìn thấy cái sự nhiệt huyết như chú Tấn Trường vừa chia sẻ. Hỏi thật nhanh chú Lee Yong Pyo, ngày hôm nay chú quay trở lại sau một tuần với các cầu thủ nhí. Xin chú hãy cho một lời khuyên cho các bạn để làm thế nào để giữ được cái phong độ tốt nhất ở trên sân. Cứ 나도 어렸을 때 축구를 하다가 이 미니 게임 같은 거에서 지면 되게 막 화가 났던 기억이 있는데 그 제일 중요한 거는 축구에서 이 어렸을 때 반복이 되게 중요한 것 같아요. 그러니까 기술을 한 번에 습득하거나 또 성장이 짧은 시간에 이렇게 발전하지 않기 때문에 어떤 기술을 반복적으로 노력을 하고 그 반복을 통해서 계속해서 성장을 해 나가면 어느 시점에 가서는 지는 경기보다 이기는 경기가 더 많게 된다는 것을 느끼게 될 거예요. 그래서 그때까지 기다리면서 더 열심히 노력하는 게 한 가지 방법이 될 것 같아요. Vâng, đó là một lời khuyên rất là hữu ích cho các bạn nhỏ. Xin được cảm ơn một lần nữa, hãy vỗ tay thật lớn cho các huấn luyện viên của chúng ta.
Và các chú huấn luyện viên cũng sẽ là người đồng hành cùng với các cầu thủ nhí trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là một màn khởi động như thường lệ đến từ huấn luyện viên giám khảo khách mời, đó chính là chú Lee Young Pyo. Tiếp theo sau đó là chúng ta sẽ có 3 trạm khởi động cùng với 3 huấn luyện viên ở đây. Các nhóm cầu thủ đều được trải qua để toàn diện nhất về kỹ năng, sẵn sàng cho một trận thi đấu vô cùng nảy lửa. Và ngày hôm nay xin được nhắc lại với các cầu thủ nhí, chắc chắn sẽ có người phải dừng cuộc chơi. Vâng, và bây giờ sẽ là thời gian khởi động của chú Lee Young Pyo. Xin được mời chú. Với phần khởi động đầu tiên tuần này, các cầu thủ nhí sẽ được tập luyện với bài tập lắng nghe và phán đoán rồi thực hiện hành động theo hiệu lệnh của huấn luyện viên Lee Young Pyo. Hãy cố gắng tập trung hết mình nhá, các cầu thủ nhí. 1, 2, Trang, Đen, Thành phố, Hồ Chí Minh, Hà Nội, An, Chi. 자, 지금부터 꼴찌 하는 사람 여기 잡아내세요. 꼴찌, last one, take off. 탄 포, 치민. 오케이, last one out. Come, 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 next, come. We have no time. Mood. Mood, mood, mood. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi. Mood. Out. Who's your last? Hi. Với sự chần chừ ngay từ vạch xuất phát đã khiến cho Minh Anh phải rời khỏi đội hình tập luyện khởi động. Out. Tan Phu Chi Minh, Tan Phu Chi Minh. Ok. Vậy là với trò chơi khởi động đầu tiên của tuần này, Giá Khiêm đã xuất sắc giành được chiến thắng. Chúc mừng Giá Khiêm. Tuần này mình có thể đưa các bài tập kỹ năng nào cho cầu thủ tập luyện được hay không? 오늘 아침에 그 훈련은 그 컨트롤하고 패스 그다음에 집중력 하는 이제 그런 훈련을 했었습니다. Anh nghĩ về bài tập kỹ năng cầu thủ như thế nào? 오늘 훈련 내용은 그 패스하고 그다음에 리듬을 찾고 컨트롤하고 볼을 받기 전에 내가 어디다 볼을 줘야 되고 이런 기본적인 훈련을 했는데 좋았던 점은 처음에는 좀 약간 집중을 하지 못했는데 시간이 지나면서 선수들이 확실히 집중도가 되게 좋아져서 Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ đưa ra cái bài tập xoay vòng. Là có thể là qua những bài tập của tôi và bạn Dũng đây. Và khi mà qua anh thì sẽ nâng cao các kỹ năng của các bé lên. Ok, we can do it. Yes, sure. Ok, now, go. Ok, let's go. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vậy là các cầu thủ nhí của chúng ta đã hoàn thành xong phần bài tập khởi động của huấn luyện viên Lee Young Pyo và bắt đầu bước vào tập luyện trước khi đến với trận đấu kiểm tra kỹ năng của anh Trọng. Tuần nay, các cầu thủ nhí vẫn được chia thành 3 đội, xanh dương, cam, vàng. Và các cầu thủ nhí cũng sẽ lần lượt tập luyện luân phiên cùng với cả 3 huấn luyện viên Bùi Tấn Trường, huấn luyện viên Bùi Tiến Dũng và huấn luyện viên Lee Young Pyo. Chúng ta hãy cùng theo dõi phần tập luyện qua từng trạm của các cầu thủ nhí tuần này nhé. Với trạm 1 của huấn luyện viên Bùi Tấn Trường, các cầu thủ nhí sẽ được rèn luyện kỹ năng dẫn bóng và sút bóng sao cho chính xác để có thể ghi bàn. Ở trạm thứ 2 của huấn luyện viên Bùi Tiến Dũng, các cầu thủ nhí sẽ cùng nhau tập chuyền bóng và sút bóng về phía cầu môn sao cho thật là chính xác. Và cuối cùng là trạm thứ 3 của huấn luyện viên Lee Young Pyo. Các cầu thủ nhí sẽ được tập chuyền bóng xa và chính xác cho đồng đội của mình ở các vị trí khác nhau. Điều cần phải lưu ý là khả năng quan sát cũng như tập trung cao độ, các bạn nhỏ ơi. Bài tập mà dứt điểm của Tấn Trường để dành cho các bé là Tấn Trường tập cho các bé là cái cách di chuyển và cái cách chuyền bóng và cái cách mở bóng để có thể quay lên dứt điểm rất là gọn gàng. Thường thường những cầu thủ mà bắt đầu tập bóng đá thì các bé khi mà các bé giữ bóng là giữ bóng tại chỗ mà không xoay lên được và rất khó dứt điểm. Nên đó là cái lý do mà Tấn Trường cho các bé tập bài vật tường và xây chuyển và mở bóng, nhận bóng và dứt điểm.
giữ bóng chuyền tốt vô, chuyền mạnh lên. Quay, đúng rồi. Tùng dứt điểm tốt vậy. Đấy, đừng gần quá, đấy, đuổi vòng tròn nó qua lên đây. Vệ là một tiền vệ trung tâm đứng đây, hoặc tiền đạo này, một tiền đạo đây nữa này, một tiền đạo cài người này, mình lừa đánh lừa đối thủ này, một bạn đứng đây, một bạn ra kia, con hiểu chưa? Này, lên đây, qua là người dứt điểm đấy, giả vờ nhận bóng, thắng, rồi, tốt, này, giả vờ như nhận bóng như thật đi, rồi. 또 강하게 줄 수 있어 없어, 집중, 또 할 수 있지. 그런데 왜 약하게 주지? 자, 이렇게 하잖아. 그러면 축구가 못 하는 거야. 자, 봐봐. 이거 하고 줘봐. 어떤 게 나? 오케이. 체인지. 더 세게, 더 세게. 오케이, 체인지. 체인지, 체인지. 가운데 있는 사람은 투터치. 패스 세게 주고. 더, 오케이. 오케이. 이 축구에서는 이 360도 어떤 공간에서든지 공을 받아서 반대 방향으로 패스를 할 수 있어야 되기 때문에 축구에서는 이 360도 이 모든 각도에서 볼을 받아서 다양한 방향으로 패스를 할 수 있어야 되기 때문에 그 훈련을 했던 것이고 또 이제 투터치라는 이 제한된 터치를 통해서 컨트롤 연습도 하고 또 강한 패스 연습도 하는 어떤 그런 효과가 있었습니다. 아마 이것을 자유자재로 하게 되면 경기장 안에서 다양한 각도에서 오는 볼을 잡아서 내가 원하는 방향으로 볼을 패스할 수 있는 그런 능력을 기르게 됩니다. 과정 훈련은 nhanh chóng đã diễn ra rồi. Và ngày hôm nay thưa quý vị khán giả và các cầu thủ nhí thân mến, chúng ta sẽ cùng chia ra làm hai đội sẽ thi đấu với nhau trong hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Và người sẽ quan sát và chấm điểm đó chính là giám khảo xuyên suốt, huấn luyện viên Bùi Tấn Trường. Mỗi đội sẽ có sự dìu dắt, chỉ đạo của một huấn luyện viên trưởng. Xin được giới thiệu hai huấn luyện viên trưởng lần này của chúng ta. Đầu tiên đó là Bùi Tiến Dũng. Cùng với chú Lee Yong Pyo. Vâng, và bây giờ thì hai huấn luyện viên trưởng của chúng ta sẽ có một cái hình thức để xem ai là người sẽ được chọn các thành viên của đội mình trước. Chúng ta có 15 cầu thủ nhí, điều đó đồng nghĩa với việc một đội sẽ có 8 thành viên và một đội sẽ có 7 thành viên. Huấn luyện viên được chọn trước sẽ là người sở hữu 8 cầu thủ nhí và điều đó cũng có nghĩa là người phía sau sẽ có 7 cầu thủ nhí. Vâng, cái sự chênh lệch này cũng không quá đáng kể. Bây giờ thì xin mời hai huấn luyện viên của chúng ta sẽ lựa chọn hình thức là ai là người có 8 cầu thủ nhí bằng cách là quản tù tì. Vâng ạ. Mr. Lee Yong Pyo là người chiến thắng ạ. Just only one. Yeah. Ok. 가장 먼저 응애를 선택한 이유는 제가 보기에 지금까지 이 팀에서 최근에 제가 며칠 동안 본 선수 중에서 가장 뛰어난 선수였기 때문에 응애를 선택했고 수비수이기도 하면서 동시에 공격 시에 뭐 공격수 못지않은 그런 능력이 있어요. 그래서 저는 개인적으로 이 친구를 보면서 이 친구가 우리가 기대하는 모습대로 성장한다고 하면 이 친구는 프로 선수가 될 수도 있고 trong lúc chọn những cá nhân để mà trong một đội hình của Dũng thì Dũng ấn tượng với cả Khiêm. Tại vì sao? Tại vì Khiêm những cái bước đầu ngày đầu mà được gặp Khiêm, Dũng nhìn Khiêm với những buổi tập Khiêm rất là tập trung và cái tính là tập trung trong buổi tập cũng như là sự khát khao của Khiêm nó toát ra cho Dũng cũng như là ban huấn luyện để nhìn thấy. Các cái đội hình của các huấn luyện viên trưởng của chúng ta đã được cố định rồi. Bây giờ một lần nữa chúng ta chào đón đội hình của
huấn luyện viên trưởng Lee Yong Pyo và các thành viên của đội mình. Và phía bên này, vâng, các cầu thủ nhí của huấn luyện viên trưởng Bùi Tiến Dũng. Xin mời các bạn. Chào khán giả. Anh Tấn Trường sẽ là người quan sát ở bên ngoài, ghi điểm và chúng ta sẽ sau đó bàn luận với hai vị huấn luyện viên trưởng của hai đội ở đây để đưa ra kết quả cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì anh Trường sẽ cùng với chúng tôi theo dõi phần bàn luận chiến thuật của cả hai đội. Xin mời hai huấn luyện viên trưởng và các thành viên cầu thủ nhí. Bắt đầu tiên đúng không? Tùng cái đá dưới trước này. Mình có ai là hai bên trước? Ai là xuất phát trước? Tự tin xuất phát trước. À, chú cần một Hương đây rồi này. Tùng đây này, hai cánh này. Khiêm sẽ cắm trên này này. Ai là cánh quen? Con đá dưới. Con đá dưới này mới lệch trái anh nhá. Một bạn nữa. Được chưa anh? Rõ chưa? Goalkeeper. Rồi, để thủ môn nhá. Two. 저기가 là... 2번 số 2 여기. Còn tên gì? 3번 Tú là số 4, Minh là số 3. Không khí và chiến thuật của hai đội diễn ra khá căng thẳng. Không biết là đội nào sẽ giành được chiến thắng ở trận đấu quan trọng này đây. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Và họ đã chia sẻ những cái chiến thuật. Chúng ta sẽ có hai hiệp đấu. Mỗi hiệp 15 phút, nghỉ giữa giờ 5 phút. Và sau trận đấu này, với sự quan sát của các huấn luyện viên trưởng và giám khảo Tấn Trường, chúng ta sẽ chọn ra các thí sinh phải dừng cuộc chơi với cầu thủ nhí 2024. Bây giờ hãy xem tinh thần của đội đầu tiên của huấn luyện viên Lee Yong Pyo. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Và phía bên này, các chàng trai mang màu áo xanh lá cây, xanh nọn chuối ạ, cùng với Bùi Tiến Dũng. Xin mời các bạn thể hiện tinh thần của đội mình. Chiến thắng! Và người dẫn dắt trận đấu ngày hôm nay xin được giới thiệu trọng tài Lê Hữu Hạnh. Và bây giờ thời gian của trọng tài và cốc cầu thủ nhí chính thức bắt đầu. Xin mời anh. Tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên. Hãy chờ xem cầu thủ nhí nào sẽ ghi được bàn thắng đầu tiên cho đội của mình. Khiêm đẩy lên. Chào áp bạc, áp bạc. Khiêm. Tốt Tùng, tốt. Khiêm lên, Khiêm lên. Min fight. Min, go. Cứ tự tin phối hợp đi. Min, fight to check. Cứ tự tin phối hợp đi. Lên đi con, back, tốt back. Cứ truyền cho nhau ở dưới đi. Đi lên, không ai cả đi lên. Đấy, cứ phối hợp đi, tự tin nào. Đấy, cứ tự tin phối hợp đi. Quay về thủ môn. Go, go. Lên. Rồi, đi lên à, back lên con. Tự tin nào con. Good. Good. Tốt Tùng. Oh no. Và dứt điểm đầu tiên đến từ Tuấn Minh. Cầu thủ của huấn luyện viên Lee Yong Pyo đã không làm khó được thủ môn Gia Hưng khi đã sút lệch khỏi khung thành và bay ra ngoài. Rất đáng tiếc. Come back. Đấy, Hưng chống kìa, Hưng kìa. Hưng đá đi, Hưng lấy con lấy bóng. Go. Hưng nhả lại. Go. Đấy. Go. Rồi, chơi đi. Chơi đi, chuyển lên kìa. Go. Tốt. Không sao còn, tốt đấy, đúng rồi. Để ý ở dưới nhà kìa, ở nhà thiếu người kìa. Chạy đi. Đúng rồi, đi lên Tùng. Đi lên nào, bách mở ra. Min. Tôi đây con, tôi đây về người luôn. Nice try. Bách ở trên này con. Xin tôi chú ạ. Tình huống bóng biên đến từ Minh Nga. Huy ơi. Thủ môn bắt không sút, thủ môn không bắt. Thủ môn. Không cho sút, Tùng ơi. Bao rồi. Good. Làm lại nào. Bàn thắng đầu tiên đã được ghi từ cầu thủ nhí Minh Nga. Tỷ số trên sân là 1-0. Góc. Khiêm này, Khiêm. Good. Rồi, còn đây Bách, còn, vào đi con, đúng rồi, chuyền về. Cứ chuyền bóng tự tin đi nhau con, tự tin chuyền bóng cho nhau đi. Hơn.
nghỉ dưỡng nước đi con, hết hiệp. Khi đó cùng với bạn con đánh giá nhất cao nhất là bạn Huy, tại vì bạn đó cập trung và y chắc, với lại bạn đó công tốt và thủ cũng rất là chắc. Hiệp hai là Huy với cả Khiêm đá cao lên, dưới là có Tùng với cả Bách ở dưới đấy. 그 상대가 주면 1대1로 그냥 다 원 바이 원을 물어요. 근데 그 체력적으로 힘든 거에서 이기는 팀이 이기는 거야. còn những quả nào đá biên đấy, người ta đá thẳng vào cầu môn đấy, con không cần bắt đá biên vào thẳng luôn là không tính, con hiểu không? Cú bóng tự tin qua chân, con cứ chuyển bóng cho nhau, nhìn nhau chuyển bóng cho nhau, không được chuyển linh tinh, chuyển nhau thoát qua là được. 그리고 저기 빠른 애 있어, 오른발잡이. 걔는 슈팅 잡으면은 무조건 오른발. 오케이. 오케이. 자. Hiệp 2 đã được bắt đầu và dường như các cầu thủ nhí đang thi đấu với một chiến lược khác hẳn so với hiệp đấu đầu tiên. Sau khi được các huấn luyện viên tư vấn thêm về kỹ năng quan sát và phòng ngự trên sân bóng. Sút đi, Khiêm sút đi, Khiêm sút đi. Rào, ý rào. Đấy. Bùng, bùng. Tốt con. Nè. Để luôn đứng này luôn. Tùng ơi, Tùng cái bách này, người này. Tùng bên này. Thắng lượt, thắng lượt. Đấy, Huy đẩy lên luôn. Huy, bách bên trái. Nhanh luôn. Lên. Thủ môn. Thăng, thăng, thăng. Con đá vị trí nào? Tiếp, 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 tiếp. Football, football. Hả? Tiếp tiền đạo mà. Đi luôn thôi. Phải làm mấy phút cuối thôi nhá. Còn anh đá đi, Huy đẩy lên. Man to man, man to man. Huy, giỏi. Ok, ok. Lên. Mở ra Huy, Huy ơi, chạy ra nhận bóng con. Huy ơi, gọi đi, mở ra con. Huy ơi. Ở ăn mừng đi, tốt con. Và đây là bàn thắng thứ hai của trận đấu được ghi bởi Tuấn Anh sau đường chuyền bóng của Giá Khiêm. Tỷ số là 1-0. Rồi đẩy lên nào, Huy nào, Huy Khiêm đẩy lên, Huy Khiêm đẩy lên, không cho sút. Đúng rồi, bên này Tùng, đúng rồi. Chào con. Đã có va chạm và chấn thương khiến cho cầu thủ nhí Nhật Huy đang bị đau trên sân. Không biết là bạn có thể tiếp tục thi đấu được nữa hay không? Min, are you ok? Min ok không? Min ok không? Một tí thôi. Không sao. Cố lên. Với sự chăm sóc của bảo mẫu Lê Bóng, hy vọng là Huy sẽ có thể tiếp tục tham gia thi đấu cùng với các bạn của mình. Đá tiếp nhá. Rồi đá tiếp đi, không sao. Sao đâu mà phải khóc. Được rồi. Cầm lại, giữ bóng lại. Good. Lên cho Tùng, sát Tùng. Lại một pha nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Gia Hưng. Tốt, co tay. Đá sát Tùng. Ôi. Một tình huống ghi bàn khá là dễ dàng đến từ cầu thủ nhí Minh Ngà. Tỷ số đã được nâng lên 2-1. Đá, đẩy lên con. Đá, đẩy lên con. Đi luôn, đi. Solo luôn. Đâu Huy, Tuấn Anh. Tay cô. Mở ra con. Không cho sút, đúng rồi. Tay. Ok. Quay lên nào, 1-1 luôn con. Tuấn Anh ở lại. Nhẹ lên luôn. Giữ lại. Đi luôn Khiêm, đi luôn. Qua người. Light. Bao rồi. Tốt Khiêm. Lại một bàn thắng được ghi bởi cầu thủ nhí Gia Khiêm. Tỷ số đang là 2-2. Nè, good. Đi lên, Tùng ơi, mở ra Tùng. Tùng, gọi đi. Tùng ơi, mở ra con. Tùng ơi, gọi đi Tùng, sút. Chào Huy. Tuấn Anh để ý người này. Đang hỗ trợ gì? Hỗ trợ kèm ngà rồi. Vào đi con, không cho sút. Đừng quay người, giơ chân lên là được. Hỗ trợ đi. Tùng ơi, phải hỗ trợ nhá. Tùng đâu? Đúng rồi. Giữ bóng lại. Huy, ra sát, không giơ chân. Đúng rồi. Tốt.
Là một pha trả cho cầu thủ nhí Minh Ngà bị đau. Một tuổi, toán người ra, toán người ra. Toán đây. Ui. Tiếp tục là một pha dẫn bóng kịch tính tới từ Gia Khiêm, nhưng Nhật Huy đã không sút thành công. Bóng ra ngoài. Rất tiếc cho các cầu thủ nhí đội huấn luyện viên Bùi Tiến Dũng. Bác sĩ. Ơ sao ông ta? Cú va chạm trước đó đã khiến cho Minh Ngà không thể tiếp tục trận đấu. Sao đâu? Hy vọng là vết thương không quá nặng. Sao thế con? Tí nữa thôi. Tôi có con gạc băng lại cho nó, ví dụ đá vào nó đỡ bị đau không? Trận đấu đã phải dừng lại để mọi người chăm sóc vết thương cho Ngà. Chúng ta sẽ cùng xem lại phần va chạm vừa rồi khiến cho vết thương cũ của Minh Ngà bị tái phát. Cố lên, cố lên con. Trọng tài ơi, cho hết giờ luôn anh. Rồi mấy đứa vô mát nhờ con ơi. Vô mát nghỉ đi. Cái đỉnh điểm nhất đấy là khi Ngà, bạn Minh Ngà thì bạn đã có một cái vết thương trước đấy ở phần đùi của mình. Mỗi một lần khi mà chuẩn bị vào trận đấu ấy thì bạn lại cố gắng để băng và cẩn thận lại cái vết thương để mà bạn có thể hoàn thành tốt cái phần thi của mình để bạn đá. Thì đến khi mà bạn lại một lần nữa bị ngã và bị quệt và vết thương thì Ngà đã rất là đau ở trên sân, và bạn đúng là khi mà mình thấy Ngà khóc, mình thấy mình không, lúc đấy mình không biết phải làm sao để bạn có thể đỡ đau hơn. Khi mà kết thúc trận đấu và băng bó thì khi mà bóng đỡ bạn vào bên trong ấy thì mình có chia sẻ là thôi không sao, dù sao thì Ngà cũng đã, con đã thi đấu rất là tốt rồi, con đã làm hết sức mình rồi. Các vị huấn luyện viên đều cảm nhận được điều đấy. Bọn mình hôm nay bọn mình đã làm rất tốt rồi, thì sẽ có một ngày mà tất cả các bạn cầu thủ nhí cùng đi xem phim với nhau nhá. Thì Ngà mới nói là con chưa được đi xem phim bao giờ. Thì đấy là cái điều mà bóng cảm thấy à, Ngà đã bắt đầu dám chia sẻ những cái cảm xúc của Ngà. Em đã bắt đầu mở lòng hơn. Em bắt đầu mở lòng hơn với bóng, với chương trình, với các bạn. Và có vẻ như cầu thủ nhí 2024 đã bắt đầu là gia đình của Ngà. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý vị khán giả và các cầu thủ nhí thân mến, bây giờ chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một phần trò chơi liên hoàn rất thú vị ở đây dành cho các cầu thủ sau khi mà họ đã chiến với nhau, họ đã đá bóng với nhau trên sân cỏ. Trò chơi này với mục đích lớn nhất đó chính là, bây giờ xin hỏi anh Tấn Trường ạ. Vâng anh ơi, những cái trò chơi này ngoài việc đá bóng trên sân cỏ thì trò chơi này sẽ giúp cho các cầu thủ khám phá điều gì ạ? Nó giúp cho các cầu thủ gọi là có sự năng động, vâng, và có sự đoàn kết với nhau. Thật sự những cái trò chơi nó phải phối hợp với nhau khi mới hoàn thành được mục tiêu được, vâng. Nên mang lại cái gọi là tinh thần gắn kết trong đồng đội. Vâng. Thế còn chị Bảo Mẫu Lê Bống thì sao? Không biết là sau cái trận đá bóng rất là kịch liệt vừa rồi thì đội hình của chị vẫn ổn chưa? Hiện tại thì các cầu thủ của em có rất là nhiều bạn đang chấn thương, như là Ngà này, hay là Minh này, hay là Huy này, các bạn đều chấn thương. Và sau khi mà em thì em muốn là các bạn sẽ ra nghỉ, nhưng mà sau khi mà em hỏi ý kiến của Ngà cũng như Huy thì các bạn bảo là các bạn vẫn muốn được thử sức. Còn riêng bạn Minh thì hiện tại vì bạn bị ngã và bị bong gân và bạn ấy rất là đau rồi, thì nên là cho em xin phép được đưa bạn Minh đến để đi ngồi ở hàng ghế dự bị và bạn cổ vũ các bạn ạ. Ok, Minh ơi. Ok. Vì điều kiện sức khỏe cho nên không thể tham gia trò chơi này. Con sẽ ra ngồi ở ngoài để cổ vũ cho các bạn nhé. Ok. Rồi mọi người vỗ tay để chúc sức khỏe cho Minh nào. Vỗ lên Minh. Số 1, chặng này sẽ giao cho mỗi đội chơi một cái cán cờ và hai người chơi sẽ phải kết hợp với nhau và di chuyển cán cờ từ vị trí xuất phát đến vị trí đích. Với chặng thứ hai này thì các cầu thủ nhí của chúng ta sẽ phải ngồi bệt, đặt cán cờ vào vị trí thuận lợi nhất, không được sử dụng tay và di chuyển. Và họ sẽ di chuyển bằng cách là ngồi trên thảm từ điểm xuất phát đến điểm đích. Tại vị trí thứ ba này họ sẽ có một chiếc chậu lớn, một thành viên sẽ ngồi vào chậu và thành viên còn lại sẽ đẩy chậu từ điểm xuất phát đến điểm đích. Và điểm đích cuối cùng chúng ta sẽ có sự chờ đợi của người sẽ giúp cho các bạn lựa chọn một món ăn, và tại địa điểm đó các bạn chỉ cần ăn hết món ăn trên bát của mình là hoàn thành nhiệm vụ. 5 4 3 2
Ok, hàng hàng đây, go 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 go. Lên đây, đây, đây. Vậy cũng nhịp vào. Ok, tiếp. Không cần phải sâu đâu được rồi, thì cần đến nơi thôi. Nhanh lên, nhanh lên. Ngồi đi, ngồi luôn đi. Ngồi đi, ngồi đi. Rồi, nhích lên, nhích lên, không dùng tay, nhích lên, nhích bằng chân, không dùng tay. Ngồi sát cho vào, không dùng tay. Đúng rồi, đúng rồi. Ok, leo lên, leo lên. Rồi, lên, rồi, lên. Rồi, lên. Go, 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 go. Go. Rồi, ôi, về đứng chân rồi, xuống đây. Ăn đi con, ăn đi con. Ăn đi ạ. Rồi, đừng rồi, rắn cơ, rắn cơ. Rồi, ăn đi, ăn đi, rắn. Ăn xong rồi, ăn xong rồi, rắn. Cố lên. Ăn xong rồi, ăn xong rồi. Ăn xong rồi, rắn. Ơi, cố lên. Ăn xong rồi, rắn. Ăn đi. Rồi chúng ta go 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 đây 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 đây. Nhanh nào Tú ơi. Tạo người ăn luôn à? Đây đây đây. Dường như các cầu thủ nhí đã quen với phần nhảy lò co nên các bạn ấy hoàn thành rất nhanh chặng đầu tiên. Nhưng mà để giành được chiến thắng thì các bạn cần phải nhanh hơn nữa. Ông ấy chọn cái đồ ăn khó ăn qua cái bánh nó khô mà còn có 3 chiếc nữa chứ không phải 1 chiếc. Nhanh lên con, nhanh lên con. Tiếp còn 1 chiếc nữa. Chuẩn bị cờ tháo cờ sẵn đi, chuẩn bị dán. Rồi, ok, dán cờ dán đi. Nhanh 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 nhanh. Dán đi, dán đi. Nhanh 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 nhanh. Rồi. Rồi, ok. Ok, go 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 go. Đây tiếp tục, đây 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 tiếp tục. Đảo. Được, đây đây, hai nhảy cho đều. Đây 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 không sao. Đây đây đây. Còn chưa đi luôn, đi luôn. Rồi, ok, lên lên. Cố lên. Lên lên, lên lên. Cố lên. Đóng tay, đóng tay. Đi ngay đây, đi ngay. Rồi, đây, rồi, đánh đẩy. Phải bỏ cái gậy vào vào người. Rồi, đẩy, 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 đi luôn, đi luôn, đi luôn. Leo lên ngồi ghế, đẩy. Lên, lên, lên. Dạ, nhẹ vào, mình anh em bình tĩnh con. Cẩn thận nha, dừng lại, cẩn thận ngã. Rồi, dán ăn, dán ơi, ăn, dán ơi. Ok, đi đi con. Rồi, nhảy cùng nhịp thôi hả? Nhảy cùng nhịp nhau mà. Chưa được đâu ạ, chưa được đâu ạ. Lấm cái lá cờ lên trước. Thôi cắm đi đã, cắm đi đã, cắm đi đã, rồi, cắm đi. Nhanh nhanh nhanh. Rồi ai ơi, ai ơi. Xuất phát. Đi go 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 vậy. Lại 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 thôi em quay. Đúng rồi, lượm lại lại các bạn ơi. Rồi ok rồi đi. Đội chiến thắng tối nay được đi xem phim nha. Xong rồi xong rồi xong rồi. Đang được đây rồi. Lên lên lên. Lên lên lên. Cố lên, cố lên, cố lên. Go 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 go. Rồi rồi. Ăn đây, ăn đây, ăn đi. Ăn nhanh. Ôi dồi ôi, ông chọn cái này ăn lâu quá. Lên lên lên. Nhanh lên, cái cố rồi, cố. Cố lên, cố lên. Hết giờ rồi, hết rồi, hết rồi. Ăn đi con, ăn đi, ăn đi. Cái cố rồi, cái cố rồi, ăn lên. Chói vào mồm luôn. Chói vào mồm luôn. Ok. Đội mình thắng rồi. Yeah, 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 yeah. Đội mình thắng rồi. Trận chơi rất là thú vị và đã đem đến thật là nhiều tiếng cười cho các bạn nhỏ ở đây. Đội nào đoàn kết hơn, gắn kết hơn và nhanh nhẹn hơn thì chúng ta đã có thể nhìn thấy bằng kết quả rồi. Xin được một lần nữa, đội bên này hướng về phía các bạn vỗ tay và chúc mừng cho đội chiến thắng. Đó chính là đội của huấn luyện viên Tấn Trường. Vâng, và món quà dành cho các bạn đó chính là tất cả thành viên của đội sẽ được đi xem phim tối ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn. Và ngày hôm nay chúng tôi rất là cảm ơn các huấn luyện viên, những người đã đồng hành với các cầu thủ nhí, không chỉ là chia sẻ mà còn truyền cảm hứng cho các bạn và không quản ngại nắng gió, rồi không quản ngại việc ra sân cùng các cầu thủ. Một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay để cảm ơn chuyên gia huấn luyện viên người nước ngoài Lee Young Hyo. Vâng, xin được cảm ơn anh. Chúng tôi cũng gửi lời cảm ơn đến Bùi Tiến Dũng và huấn luyện viên xuyên suốt anh Tấn Trường, cảm ơn anh. Họ đã nỗ lực và cố gắng trên một trận đấu mà tôi nghĩ thế trận vô cùng cân bằng, rất kịch tính với tất cả những sự thể hiện của họ trên sân cỏ cũng như phần thể hiện vừa rồi và tại nhà chung. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết quả của cầu thủ nhí 2024. Tập này ai ở lại và ai phải ra về. Đầu tiên thì chú chúc mừng các con ở trong một tuần qua đã vượt qua được hoàn thành những cái bài tập của chú đề ra. Thì trong một tuần qua thì chú có đôi lời nhận xét về tất cả các thành viên về những buổi tập. Thì chú không hài lòng về những lúc con có những lúc không tập trung. Các bài tập nhiều khi vẫn đang còn sai. Các con từng người một sẽ có những chia sẻ gì, có những khó khăn gì trong những một tuần qua trong buổi tập cũng như trong thi đấu, thì các con cứ chia sẻ với chú, có gì cứ hỏi chú sẽ trả lời hết, và chú sẽ có những đánh giá nhận xét từng các con một.
Dạ con thấy trận đấu hôm nay con chưa làm được hết mình. Cảm giác bóng hôm nay của con không được 100%. Chú ở ngoài chú quan sát các con thi đấu thì về Huy thì chú nhận xét Huy luôn là rất là nhiệt tình. Mà khi mà có những tình huống va chạm ngã thì Huy vẫn cố gắng đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Trong thi đấu thì sẽ cũng có những cái sai số là điều bình thường thôi. Quan trọng là mình phải động viên nhau. Có ví dụ như là Tùng ở dưới hay là Hưng ở dưới có truyền sai, truyền hỏng một tình huống thì đồng đội bên cạnh phải động viên nhau để làm sao để tiếp tục những tình huống tiếp theo được tốt hơn. Bóng đá là có những lúc bất tập trung là bình thường, nhưng mà mình cố gắng trong thi đấu là phải tập trung tối đa. Đấy, hạn chế những sai sót. Ở trong đội hình mình thì ai cũng tốt thôi, ai cũng có một điểm mạnh, điểm yếu riêng. Nhưng mà chú có quyết định là có hai bạn là phải tập thêm hơn nữa, sự tập trung nhiều hơn nữa để làm sao để mình mỗi ngày tốt lên. Và Công Danh phải tập thêm hơn và mình phải có cái sự tập trung cao hơn. Bách cũng phải tập thêm nhiều. Mình thiệt thòi về cái thể hình thì mình phải cố gắng tập thêm cái sự nhanh nhẹn cũng như là cái sự va chạm. Cố gắng, hai bạn cũng phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Và bây giờ thì chú sẽ phải đưa ra quyết định thôi, hai bạn Công Danh với cả Bách sẽ vào vòng nguy hiểm. Đây không phải là cái vòng cuối để mà chọn ai ra về, nhưng hai bạn phải cố gắng hơn nữa. Không sao cả nhé. Đây mới chỉ là vào vòng nguy hiểm thôi chứ không phải là mình đi về nhà luôn hay là loại luôn, không sao cả. Không phải khóc, đàn ông con trai không phải khóc. Không phải khi ở đây xong là mình kết thúc cái chuyến, tức là hành trình cùng với nhau. Chú hy vọng hai con sẽ mạnh mẽ hơn nữa để lấy lại cái tinh thần. Thứ nhất là lấy lại tinh thần, thứ hai là mình cố gắng hoàn thiện hơn nữa để vào vòng sau để cố gắng thật nhiều để cùng tất cả đây đi đến những hành trình tiếp theo. Không sao, Công Danh, Bách nhá. Ừ, 전체적으로 이 모든 선수들이 축구에 대한 열정을 딱 갖고 있는 것 같아서 그거는 너무 보기가 좋았어요. 예. 그리고 내가 이제 이틀 동 우리가 이제 지난 시간 동안 훈련도 해보고 같이 경기도 해보고 같이 이야기도 해보고 하면서 느꼈던 게 어떤 게 있냐면 이 축구에 대한 열정은 모두가 다 너무나 좋았고 그 다음에 또 개인 어떤 선수들은 되게 개인 기술도 좋았고 또 어떤 친구들은 이 축구 선수가 될 수 있는 센스라든가 감각 그 다음에 어떤 재능 같은 게 정말 뛰어난 선수를 나는 여기서 봤어요. 그래서 앞으로 분명히 시간이 좀 지난 다음에 우리 팀, 이 팀에서도 분명히 베트남 국가대표 선수가 나올 수 있겠다라는 그런 생각을 하게 됐어요. 그리고 충분히 되게 잘할 수 있는데 조금 그래도 아쉬웠던 것을 몇 가지 얘기하면 몇몇 친구들은 아주 집중도가 좋았는데 몇몇 친구들은 집중 훈련할 때 이 집중도가 좀 떨어지는 친구들이 있었어요. 충분히 할 수 있는데 집중하지 않기 때문에 충분히 발전할 수 있는 기회를 놓치는 경우가 좀 있었기 때문에 그런 것들을 좀 바꾸면 모두가 다 빠르게 성장할 수 있을 것 같아요. 지금 요 나이가 축구 선수에게는 골든 에이지거든요. 그래서 요 나이 때 배울 수 있는 기술이 있어요. 그리고 이 나이대가 지나면 그 기술을 배울 수가 없어요. 그래서 요 나이대에 배워야 되는 그 축구의 가장 기본적인 기술들을 열심히 노력해서 습득하는 게 되게 중요하고 여기서 어떤 기술을 만약에 3개월 만에 기술을 습득할 수 있다. 지금 이 나이대는 3개월 만에 습득할 수 있는 기술을 나이가 먹으면 3년을 해도 습득이 안 돼요. 그러니까 지금 이 시간이 너무나 중요한 시기라 이때 축구 선수가 가져야 되는 다양한 킥, 패스, 슈팅, 몸싸움, 스텝, 움직임 이런 것들을 열심히 노력해서 이 나이 때에 다 그 기술을 습득했으면 좋겠어요. 그래서 제일 중요한 거는 반복 훈련. 따위는 특별히 단점이라기보다는 지금 나이가 어리고 아직 몸에 힘이 없기 때문에 조금 이 덩치가 있고 형들하고 싸울 때 어려움을 겪고 있는데
아마 시간이 지나면서 키도 크고 몸에 힘도 생기면 훨씬 더 좋을 것 같아요. 기술적으로 되게 좋은 선수가 될 것 같고 또 한 가지는 내가 연습 때 게임 때 되게 얘기했지만 축구 선수는 공격을 할 때도 적극적이어야 되지만 특히 수비를 할 때에도 적극적이어야 돼요. 그래서 조금 더 적극적으로 공격과 수비를 하면 훨씬 더 좋은 선수가 될 수 있을 것 같아요. 두 명을 선택을 할 텐데 그 두 명을 선택하기 전에 내가 좀 하고 싶은 말은 그래서 두 명이 탈락하는데 우리가 두 명을 선택하고 저쪽에서도 두 명이 선택되잖아요. 내가 선택한 두 명이 다 살아 돌아오기를 바라겠습니다. 내가 선택한 두 명은 따이하고 미나안입니다. 따이 괜찮아? 미나안 괜찮아? 아니면 형한테 뭐 할 말 있으면 한번 해볼래? 지금 두 명이 어쨌든 그 탈락자 명단에 있어도 이게 완전 탈락이 아니라 다시 서바이벌이 있으니까 돌아올 수 있으니까 꼭 돌아왔으면 좋겠어요. 따이는 그 나이가 어려서 그런 거야. 근데 여기 있는 형처럼 힘도 세지고 키도 크면은 엄청 잘할 거야. 형들보다 훨씬 더 잘할 거야. 힘들 수 있겠지? 미나안도 그 형들하고 축구해서 그런 거야. 지금처럼 계속하면 뭐 내년 혹은 내후년에 여기 있는 친구들보다 더 잘하고 더 좋은 선수가 될 수 있어. 그래서 이번 일 때문에 자극받아서 더 열심히 하는 두 명의 선수가 됐으면 좋겠어. 서바이벌에서 반드시 살아올 수 있도록. 화이팅! 화이팅! Thưa quý vị khán giả và các cầu thủ nhí, không khí vừa rồi thực sự khá là căng thẳng và rất xúc động. Chúng tôi cũng như là rất nhiều người lớn đang theo dõi chương trình truyền hình này đang cảm thấy rất thương các bạn nhỏ khi những giọt nước mắt đã rơi rồi. Anh Tấn Trường thân mến, đó là sự lựa chọn của hai huấn luyện viên trưởng của họ, những người đã dẫn dắt họ trong trận chiến ngày hôm nay trên sân cỏ và trong xuyên suốt chặng hành trình của tập này. Bây giờ thì xin mời huấn luyện viên Tấn Trường và quý vị sẽ gặp lại bốn gương mặt đã lọt vào top nguy hiểm của cầu thủ nhí 2024 trong tập này. Xin mời bảo mẫu Lê Bóng. Xin chào bốn chàng trai. Hình như là vẫn chưa khóc xong đâu. Bốn chàng trai thân mến, bây giờ thì các bạn sẽ đối diện với người huấn luyện viên tiếp theo, chuyên gia tiếp theo, đó là chú Tấn Trường. Thật sự đối với thầy thì thầy không muốn ai ra về cả. Nhưng đó là cuộc chơi, mình phải tuân thủ. Trong bốn băng này sẽ có hai cái tên ra về. Vậy là chúng ta sẽ có hai chàng trai rời khỏi ngôi nhà chung. Thực sự đây sẽ là một nỗi buồn rất là lớn, bởi vì niềm vui mới chỉ bắt đầu thôi. Chúng ta còn một chặng đường dài ở phía trước với các cầu thủ nhí, với rất nhiều những trải nghiệm bổ ích. Và bây giờ thì làm cho mọi chuyện trở nên, tôi nghĩ là mọi chuyện trở nên tích cực hơn, chúng ta hãy động viên các chàng trai ở đây. Hãy cố gắng lên, mạnh mẽ. Giống như là các huấn luyện viên của chúng ta đã chia sẻ, quan trọng nhất đó là thái độ của chúng ta. Sự mãnh liệt ở bên trong con người sẽ được thể hiện ra không chỉ bởi chân sút của bọn con ở trên sân cỏ, mà còn bởi cái tư tưởng, cái lý lẽ, những gì mà con muốn trình bày ngay tại thời điểm này. Và bây giờ thì mỗi chàng trai sẽ có một thời gian nhất định để có thể nói lên tiếng nói của mình. Chúng ta bắt đầu với chàng trai xa nhất, Tấn Tài. Thưa thầy, con rất là yêu bóng đá nên con đã quyết định tham gia để trải nghiệm thử. Thì khi mà bước vào sân thi đấu, con thấy các anh lớn nên con hơi bị khớp và hơi mất tập trung. Trong các vòng tiếp theo, con sẽ cố gắng hơn. Xin thầy đừng loại con. Cảm ơn Tài. Bây giờ thì con có thể chuyển mic cho bạn tiếp theo để bạn chia sẻ. Xin mời con trai, thời gian của con để nói với cả thầy Trường những điều mà con nghĩ về bóng đá. Nhà điểm mạnh của con là hậu vệ. Nhà con một mấy quả bóng con dâng cao để ghi bàn. Nhà điểm yếu của con là tiền đạo. Nhà không có thể bắt cười được. Tất cả những gì mà con nói vừa rồi đã được thể hiện trong cái hành trình này của mình rồi. Chàng trai tiếp theo, Minh Anh. Thưa thầy, con đam mê bóng đá từ lúc 5 tuổi. Người dẫn con đến đường bóng đá là bố con. Bố con biết bố con đã cho đi tập ở câu lạc bộ. Con mong thầy cho con một cơ hội để con được lọt vào vòng trong. Con sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình hơn ạ.
Thưa quý vị, Công Danh hơn một lần gặp chúng tôi và nói về việc là em đau quá, không thể tiếp tục cuộc chơi này nữa. Những cái lúc như vậy cho đến thời điểm này, khi mà cơn đau nó đã đi qua rồi, thì Công Danh có cảm thấy tiếc nuối vì những lời mà mình đã nói ra về việc là mình đã cho phép mình bỏ cuộc giữa chừng một cách sớm như vậy không, Công Danh? Có. Có à? Như thế nào nhỉ? Tiếc gì muốn tham gia nhưng mà bị đau chân không đi tiếp được. Thật sự thầy đánh giá Công Danh rất là cao. Khi mà Công Danh gọi là show về cái kỹ năng và cái kỹ thuật của mình khi chơi bóng và dẫn lường quán bóng và sút bóng vượt trội hơn hầu hết các bạn cùng lứa tuổi, nên thầy đã chọn Công Danh vào top 10 cầu thủ ở vòng loại phía Nam. Mà cái tên mà thầy điền vào đầu tiên vào top 15 cầu thủ, ngoài những bạn đã đạt được 3 vé vào vòng 15 cầu thủ chính thức, là cái tên đầu tiên đó là Công Danh. Nhưng mà cái Công Danh mang lại cho thầy cái sự thất vọng. Một cầu thủ cần có sự nhiệt huyết, cái đam mê của mình mới trở thành một cầu thủ được. Thầy cực kỳ buồn. Thật sự giống như Tài đã nhận định là khi mà bắt đầu cuộc chơi, khi mà Tài đã lọt vào top 15 cầu thủ rồi, Tài trải qua 2 trận đấu, Tài cũng có không gian thể hiện. Và đúng giống như Tài nói là khi mà Tài gặp các anh gọi là vượt trội hơn về mặt thể hình đó, thì em đã bị hơi rụt rè và hầu như là không thể hiện được hết cái khả năng của mình. Về Minh Anh, tuy là ngoại hình gọi là hơi ủng ỉnh chút xíu, nhưng mà em có khả năng chơi bóng rất là tốt và có nhãn quan chiến thuật và quan sát rất là tốt. Nhưng rất tiếc là cái phần thể hiện của em trong 2 trận đấu vừa rồi nó không được tốt cho lắm. Đến như thời điểm hiện tại mà thật sự rất là khó chứ không chừng. Khi mà trải qua một cái quá trình mình làm việc với nhau và kháng khích với nhau và thân thuộc với nhau, để mà loại ra những cái tên mà thật sự mình không mong muốn, nó rất là khó khăn khi đưa ra được quyết định này. Cái tên đầu tiên ở lại đó là Bách. Bạn đã thể hiện được sự quyết tâm của mình không chỉ ở trên sân cỏ, và tấm vé ở lại đã dành cho bạn. Bây giờ sẽ là người tiếp theo, xin mời anh. Thầy sẽ trao cơ hội ở lại máy chung này cho Lê Tấn Tài. Thầy rất lấy làm tiếc về Minh Anh và Công Danh. Thầy thật sự rất xin lỗi, tại vì cuộc chơi đưa ra quy định như vậy. Nếu thầy có sự lựa chọn, thầy sẽ không bao giờ loại ai. Thầy muốn giữ các con và huấn luyện các con và dạy các con những cái điều hay trong bóng đá để có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Thầy rất lấy làm tiếc. Một lần nữa chúc mừng cho 2 chàng trai đã ở lại. Xin mời 2 chàng trai còn lại mời các em tiến lên phía trước một bước để chúng tôi được nhìn lại các bạn và chúc mừng cho một hành trình tôi nghĩ là rất là nhiều niềm vui. Thank you.
Các cầu thủ nhí thân mến, với chị thì chị nghĩ là để trở thành một cầu thủ thì chúng mình sẽ phải hội tụ rất là nhiều yếu tố. Và ngày hôm nay thì chị có là một chiếc vòng kỷ niệm. Chiếc vòng này thì có ghi chữ cầu thủ nhí 2024. Và hy vọng mỗi lần nhìn vào chiếc vòng này, các em sẽ nhớ về hành trình. Các em đã cố gắng như nào? Các em đã quyết tâm ra sao? Chúng mình đã có những kỷ niệm tuyệt vời và đẹp như thế nào? Chúng mình đã có cơ hội được học tập, được thực hiện cái đam mê và ước mơ của mình. Và chị hy vọng là các em sẽ không từ bỏ vào ước mơ và đam mê của mình nhé. Bây giờ chị sẽ cùng nhau, đây, các em sẽ giơ tay. Peace. Đây là một điều mà sẽ rất là cần của một cầu thủ. Love là tình yêu. Unity là chúng ta sẽ đoàn kết. Và respect là một sự tôn trọng. Trao lại chiếc vòng này cho em. Rồi, Minh Anh, nào, cùng đọc với chị nào. Peace, love, unity and respect. Cảm ơn và chúc mừng hai chàng trai một lần nữa. Minh Anh và Công Danh đã hoàn thành xong một cái hành trình. Và bây giờ các bạn có thể trở thành những khán giả theo dõi chương trình Cầu Thủ Nhí. Chúng ta sẽ có cơ hội, nếu có cơ hội thì sẽ gặp lại nhau. Và chắc chắn rồi, phải là khán giả theo dõi Cầu Thủ Nhí mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Đồng ý không? Vâng, thầy sẽ có một lời động viên và cái bắt tay để chào tạm biệt các bạn. Đối với các con thì thật sự cái chương trình này đã kết thúc. Nhưng mà đối với cái đam mê, đối với cuộc đời của mình, nó vẫn còn tiếp diễn. Đối với đam mê hãy cố gắng, ở đây nó sẽ dừng tại đây. Nhưng mà tương lai biết đâu được, các con sẽ lọt vào một cái câu lạc bộ nào đấy và có thể trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Nghe chưa? Nha Minh Anh, cố gắng nha. Con cũng vậy nha. Cố lên. Cảm ơn những lời động viên của thầy Trường. Và tôi tin chắc rằng là với những chàng trai như thế này thì đam mê không chỉ dừng lại ở đây đâu. Biết đâu đó chúng ta còn cơ hội gặp lại họ trong Cầu Thủ Nhí những năm tiếp theo thì sao? Hãy tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đó của mình. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp lại tất cả các cầu thủ nhí trong tập này cùng với hai vị huấn luyện viên khách mời. Xin mời. Gặp lại các gương mặt cầu thủ nhí năm nay cùng với các huấn luyện viên. Rất là cảm ơn các anh đã đồng hành cùng với các bạn. Anh Lee Young Pyo này, mỗi đứa trẻ thì đều phải có được trong mình một cái niềm đam mê và một sự động lực. Hãy dành cho các bạn nhỏ ở đây, những đứa trẻ ở đây một câu nói để chia sẻ như là một niềm động viên. Đó là như là một cái kinh nghiệm của anh để giúp các bạn ấy sẽ nỗ lực hơn trong cái chặng đường trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Bộ 짧은 시간이었지만 친구들과 함께 이 축구를 할 수 있어서 상당히 기분이 좋았고 앞으로 이 최근에 이 동남아 축구가 엄청나게 발전되고 있는데 저는 앞으로도 계속해서 이 베트남 축구를 응원하도록 하겠습니다. 이 친구들이 성장해서 베트남의 국가대표가 되고 또 베트남의 승리를 가져오는 그런 선수들이 될 수 있기를 기대하겠습니다. 너무 즐거웠습니다. Trên tay thầy Lee Young Pyo bây giờ là hai quả bóng. Hình như đây sẽ là hai món quà dành tặng cho hai cầu thủ nhí của chúng ta, có đúng không ạ? 네, 이 두 개는 오늘 아쉽게 탈락한 이 두 명의 친구에게 선물로 주도록 하겠습니다. Vâng, thầy biết là hai bạn sẽ chia tay với chương trình tại đây nên là thầy đã chuẩn bị món quà dành cho hai bạn. Bây giờ xin mời thầy hãy trao món quà này cho hai bạn dừng cuộc chơi của chúng ta, trở thành khán giả cầu thủ nhí. Xin mời ạ. Chúc mừng hai bạn nhé, đã nhận được món quà rất là có ý nghĩa. Quả bóng thì trên đó có chữ ký của một danh thủ rất là nổi tiếng, đó chính là cầu thủ Lee Young Pyo. Và Dũng này, câu hỏi cuối cùng cầu thủ muốn dành cho Dũng là trên sân bóng Dũng đã khóc bao nhiêu lần rồi nhỉ? Để mà nói thì Dũng không thể nhớ được. Tại vì sao? Trong bóng đá ấy, có những lúc mình rơi nước mắt vì hạnh phúc, có những vì chiến thắng và có thể rơi nước mắt vì thất bại. Nhưng hôm nay thất bại không có nghĩa là ngày mai sẽ thất bại, và hôm nay thành công không nghĩa là ngày mai vẫn là thành công. Quan trọng là các con phải giữ được cái nhiệt huyết, cái tình yêu trái bóng tròn và có cái khát khao ước mơ thật trái bỏng. Thì chú nghĩ các con hôm nay nếu mà có thể thất bại thì ngày mai và sau này sẽ có rất nhiều cái thành công. Cảm ơn lời động viên vừa rồi của Dũng. Chắc chắn rồi, các cầu thủ nhí thân mến, những giọt nước mắt không làm cho chúng ta trở nên yếu đuối.
Mà khi một người đàn ông đã dám khóc trước mặt những người khác thì có nghĩa là anh ta sẽ có cơ hội để trưởng thành hơn. Chúc cho tất cả các cầu thủ nhí này của chúng ta sẽ vững vàng dù ở bất cứ một sân chơi nào. Và chúng ta chúc mừng cho 13 cầu thủ nhí sẽ đi tiếp cùng với chúng tôi. Và xin được một lần nữa cảm ơn tất cả các giám khảo, khách mời, giám khảo xuyên suốt. Cảm ơn chị Bảo Mẫu và các cầu thủ nhí. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và đừng quên, quý vị sẽ có điểm hẹn quen thuộc với chúng tôi vào 10 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Lotte hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Vậy là ở tập này chúng ta đã phải chia tay với Công Danh và Minh Anh. Dù hành trình này dừng lại thì tương lai chúng ta còn luôn có được nhiều cơ hội cũng như thành công trên con đường theo đuổi đam mê bóng đá. Vậy là top 13 đã lộ diện và sẽ có những trận đấu đầu tiên quan trọng vào tuần sau. Mời quý vị cùng đón xem chương trình Cầu Thủ Nhí 2024 vào lúc 10 giờ Chủ nhật hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại tuần sau.